Dragons đầu tiên. Nhân sự của hai đội vẫn không có sự thay đổi khi Cường Võ và Khoa Trần sẽ là hai cầu thủ ở bên ngoài. Tô Trung đang bị theo kèm rất sát bởi Tâm Linh. Michael Soi phòng ngự là rất tốt đến từ đội tuyển Việt Nam. Vâng, không có một tình huống đánh tử tế nào cả. Justin Young đã phòng ngự quá xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Để mà nói thì Michael Soi tôi thấy là thể hình của anh khá bé, nhưng mà so với Justin Young là một cầu thủ cao đến hơn 1m9 thì rõ ràng trong tình huống vừa rồi sẽ là rất khó để cho Michael Soi có khoảng trống để có thể ném được thoải mái. Tâm Đình chuyển bóng cho Chris Dierker. Tâm Đình ném 2 điểm, không có 2 điểm nhưng Chris Dierker đã lấy được lại bóng. Justin Young, một pha chạy cắt tốt đến từ Justin Young qua đường truyền của Chris Dierker mang về điểm số đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Pha floater không may mắn lắc ra ngoài rổ của Ronan O'Sullivan và đội tuyển Việt Nam được quyền kiểm soát bóng tiếp. Pha ném 2 của Dierker thành công, 3-0 là cho đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đang có một đà xuất phát có thể nói là tốt hơn hẳn so với Dragons khi họ đã công tốt, họ còn thủ hay. Thì tôi đang thấy là cách biệt 3-0 này là không có gì mà phải kinh ngạc cả. Tô Quang Trung bị Tâm Đinh theo kèm rất sát, khó có thể ném được. Sullivan truyền sang cho Michael Soi, một block cho Dierker. Cao 2m lại còn nhanh nhẹn như Dierker thì rõ ràng tình huống phòng ngự vừa rồi trước Michael Soi là quá dễ dàng. Và một pha reverse layup đến từ Khoa Trần mang về điểm số thứ tư. Và để đáp lễ lại cho 4 điểm vừa rồi của đội tuyển Việt Nam, Michael Soi đã trả lại bằng một pha ném 2 điểm ngay lập tức. Rất nhanh. Thưa các bạn, trận đấu giữa hai đội đang rất nhanh. Bóng diễn ra liên tục. Vâng, tất cả những tình huống bóng là liên tục. 6-3 chỉ trong vòng có 1 phút rưỡi đầu tiên thôi mà tôi đã thấy liên tục các pha đánh phải nói là quá nhanh chóng. Dierker đã cố tình lỗi để thay người và đưa Justin Young trở lại trận đấu. Vâng, có vẻ như là các pha lỗi của đội tuyển Việt Nam đều mang tính chiến lược để họ có thể thay người ra, thay người vào một cách ổn định, tránh mất sức cho các cầu thủ có thể thi đấu được hiệu quả, vì vốn dĩ 3-3 là một môn thi đấu khá là nhanh và dồn dập trong các pha bóng. Sullivan chuyền tốt, Michael Soi lên rổ đơn giản. 4-6 cách biệt giờ chỉ là 2 điểm cho Đà Nẵng Dragons. Tâm Đình không có 2 điểm thành công. Lại là chuyền bóng tốt. Đà Nẵng Dragons họ đang thực hiện những bài chạy cắt phải nói là chuẩn sách giáo khoa, khi mà Sullivan là người đưa những cú chuyền đến tay của đồng đội và mang về những điểm số quan trọng để giữ trận đấu lại cho Đà Nẵng Dragons. 6-7, tỷ số là khá căng thẳng khi cả hai đội đều ăn miếng trả miếng liên tục bằng những pha đánh mới chỉ vào có 6 đến 7 giây shot clock mà thôi. Sullivan chủ động đánh chậm lại. Fadeaway trước mặt Justin, không có điểm trước mặt Justin Young. Phòng ngự rất khó chịu đến từ Tô Trung. Lượt tấn công của đội tuyển Việt Nam, Christopher Dierker sẽ vào sân thay cho Tâm Đình. Và Thái Cường sẽ vào sân thay cho Michael Soi để có thể match chấp phù hợp với thể hình của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Vẫn là Khoa Trần. Qua được người chưa? Qua được người đơn giản và có một pha reverse layup đến từ phía Khoa Trần. 8-6, trận đấu vẫn rất căng thẳng, chưa có đội nào thực sự vươn lên dẫn trước cả. Tô Trung đã có một pha đánh khó trước mặt của Trần Đăng Khoa. Qua được người rồi. Thái Cường tỏ ra rằng mình có vẻ chậm hơn nên Khoa Trần đã ngay lập tức tận dụng lợi thế mà anh có được, vượt qua người bằng một cú lắc người nhẹ nhàng và Thái Cường buộc phải phạm lỗi trước Trần Đăng Khoa. Rồi, Khoa Trần sẽ được thực hiện pha ném phạt đầu tiên của trận đấu. Rồi, vẫn là cái lắc thương hiệu của Mr. Wiggle mang về một điểm số cho Việt Nam, 9-6. Sullivan chuyền ra ngoài cho Tô Trung, ném 2 điểm.
có 2 điểm cho Tô Trung. Vẫn là tay thiện xạ uy tín ngày nào. Vâng, đã có va chạm diễn ra giữa Justin Young và Tô Quang Trung. Vâng, thấy Tô có vẻ rất nóng nảy trong tình huống bắt lỗi vừa rồi của trọng tài ở bên phía cánh trái của sân đấu. Vâng, thầy Tô khá là nóng giận trong tình huống vừa rồi. Justin Young chuyền bóng cho Decker. Decker trả lại cho Justin. Justin chủ động chuyền bóng ra ngoài cho Tâm Đinh. Decker xin bóng đánh thẳng vào vị trí của Thái Cường. Thái Cường mỏng cơm hơn nên Decker đã ngay lập tức tận dụng để post up vào và ăn một điểm nữa, mang về điểm số thứ 10 cho đội tuyển Việt Nam. Justin Young phòng ngự rất khó chịu. Sullivan không có một tình huống đánh thoáng nào cả. Decker đáng nghe ra có một cú úp rổ rồi, nhưng Decker quyết định đưa quả bóng vào rổ nhẹ nhàng. Điểm số thứ 11 cho đội tuyển Việt Nam. Vâng, Michael Soy lừa rất thông minh, vượt qua người không ai kèm. Đây rồi, điều tôi đang chờ đợi đã đến rồi. Một cú úp rổ của Decker vô cùng dũng mãnh. Và ngay sau đó thì Michael Soy phải làm dịu lại khán đài với một cú 2 điểm cũng đẹp mắt không kém của mình. Tâm Đình có vẻ như là không hài lòng với cảm giác của mình trong ngày trận đấu ngày hôm nay. Quá nhiều những pha ném trượt. Tâm Đình sẽ cần phải thúc lại tinh thần một cách hiệu quả nhất để có thể thi đấu hiệu quả, mang về chức, mang về vị trí thứ 3 của chặng 2 VBA 3x3 Championship diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Quá lâu rồi, Sullivan đã post up quá lâu và sẽ là bóng vắt biên cho Việt Nam. Có vẻ như Sullivan khá là quen với lối đánh bóng rổ từ những thời Charles Barkley, khi mà anh lưu rổ rất lâu và không có một đường tấn công hiệu quả nào cả. Trọng tài đã thổi lỗi. Vâng, và ngay sau khi tự chấn chỉnh bản thân, Tâm Đình đã mang về một cú 2 điểm cho đội tuyển Việt Nam, cách biệt giờ là 3, điểm số thứ 14. Thầy Tô không có một cú ném thoáng và là quá xa vạch ba 2 điểm, thế nên là cú ném đi airborne. Tâm Đình sẽ rời sân để Justin Young quay trở lại sân phòng ngự. Có vẻ như chiến thuật của đội Việt Nam là họ sẽ liên tục luân chuyển để cho các cầu thủ phòng ngự có thể vào sân để chỉ phòng ngự mà thôi. Còn đâu là Tâm Đình hay Khoa Trần hay Đức Cơ, họ sẽ chọn thời điểm để vào sân tấn công. Michael Soy, một cú lừa rất tốt nhưng không có điểm cho Michael Soy. Decker rất khỏe. Thầy Tô có vẻ khá là nóng người. Tất cả những tình huống lỗi của Trung, Tô Quang Trung từ nãy giờ tôi thấy đều khá là thô và đều mang tính chất là khá tức giận đến từ cầu thủ U40 này. Justin Young, Decker lại là đối mặt với Thái Cường, rất khỏe. Thái Cường may mắn là Decker đã dí rổ trượt. Vâng, và ngay sau đó là một tình huống chuyền tốt của Justin Young, mang về một điểm đơn giản cho Decker ở phía trong rổ. Michael Soy qua người tốt, floater nhưng không có điểm và sẽ là có lỗi. Một pha ném phạt cho Michael Soy. Vâng, và Tâm Đình sẽ vào sân để thay cho Decker. Cú ném phạt của Michael Soy nếu thành công sẽ là cách biệt 3 điểm cho đội tuyển Đà Nẵng Dragons. Pha ném phạt thành công cho Michael Soy. 12-15, cách biệt là 3 điểm. Justin chủ động đánh luôn vào vị trí của Thái Cường. Justin với thể chất tốt hơn hẳn Thái Cường đã mang về một điểm số và có lỗi đến từ Khoa Trần. 16-12, đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế lớn hơn hẳn so với Đà Nẵng và khả năng cao là danh hiệu đứng giải đội đứng thứ 3 sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam. Sullivan, Justin kịp thời về phòng thủ nhưng không kịp thời để chắn quả bóng. Sullivan vẫn dứt điểm thành công. Không có cú 2 điểm cho Tâm Đình. Sullivan không ném hai đâu. Sullivan lại đánh post up vào mặt Khoa Trần. Rất khỏe. Và Khoa Trần chủ động lỗi trước để Sullivan lên vạch ném phạt. Decker sẽ vào sân thay cho Khoa Trần.
Đúng như tôi đã nói thì các cầu thủ nhỏ con, hơi thể hình hơi mỏng, thường sẽ là mục tiêu để cho các trung phong của đội bạn tận dụng mismatch đánh thẳng vào vị trí đó. Sullivan sẽ thực hiện cú ném phạt đầu tiên của mình. Và ném phạt thành công cho Sullivan. 16-13, 14-16. Đội tuyển Việt Nam dẫn. Điếc cơ. Tâm Đình. Có hai điểm ngọt ngào đến từ Tâm Đình. Một cú ném chuẩn chỉ mang về điểm số thứ 18. Lại là một cú lên rổ không ai cản của Michael Soy. Có vẻ như là đội tuyển Việt Nam họ đang muốn là cho Đà Nẵng Dragon chỉ ghi một điểm thôi, không muốn để ném hai. Block từ đằng sau đến từ Điếc Cơ. Ném hai điểm. Không có, nhưng Justin sẽ có một cú lên rổ thành công. 20-15. Cách biệt đang đứng về phía của đội tuyển Việt Nam. Justin làm gì đây? Tâm Đình. Step back 2 điểm. Và kết thúc trận đấu. Đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành chức, giành danh hiệu đội xếp thứ 3 tại VBA 3x3 Championship 2022 với chiến thắng 22-15 trước Đà Nẵng Dragons. Một trận đấu quá xuất sắc của các cầu thủ áo đỏ, cờ đỏ sao vàng.